Hello. Vỡ ra đến với trận đấu chung kết của xe đấu thứ hai. Vâng, AC Egypt PK là quần cao thủ bên phía mình, còn bên kia là hai Hit Four và Ya. Vâng, một kèo đầu đánh giá là quần không quá lệch trong một trận đấu chung kết. Vâng, bên mình cũng là ba tuyển và bên kia là có hai Hit Four và Ya. Vâng, tứ tuyển cho cầu thủ bên phía Sài Gòn New. Vâng, cảm giác trong những trận đấu đầu tiên của xe đấu nhà C2 thì quần bên kia nó khá tươi thì phải. Vâng, nhưng mà trận thi đấu này tôi đánh giá là quần không lệch nhau quá nhiều khi mình cũng là tuyển. Và để Kata chơi lạc đà thì nó vẫn khả vâng, thoải mái chơi với bài đấu của Yamato. Vâng, đây trận thi đấu mà Egypt của Hoàng Nhi, một bài đấu trong cánh đánh với 27 nấu dân. Vâng, đây trận thi đấu mà dường như là lên đời không được quá sớm như vậy khi mà anh khá thiếu đồ ăn thời điểm đầu tiên. Đây là máy của Tý. Một trận đấu mà Tý cầm AC. Vâng, Egypt AC cùng cánh với nhau. Vâng, nhưng bên trong kia sẽ là bài đấu một người sẽ dâng BL tại cánh bên này. Vâng, đây là máy của Simang. Don't
Một bài đấu Catanian sẽ dâng BL sang cánh bên này. Và đây là máy của King Kong với bài đấu của Persian. Trận đấu mà Persian gần sang cuối, vâng, rơi vào cuối 10 nhưng mà cũng chưa quá tươi. Dường như bài đấu Persian mất đi cái tính đột biến thì phải. Vâng, như vậy đây là trận thi đấu mà Persian mình đầu cánh với game thủ người cầm Phonesian, vâng, Sen Club. Một bài đấu bên kia là có 2 hit và Phonesian, một bài đấu 1 phô được đẩy ra ngoài cánh. Vâng, nếu như trận thi đấu này mà 2 hit đẩy vào cái thế mà trong cánh, dường như đây là thế bài vẫn là mắc binh cho game thủ bên phía Sài Gòn New. Một trận đấu mà sẽ đánh, vâng, sau đánh thế thủ tại cánh bên này. Và đây là máy của Simang. Simang đang chơi với game thủ người cầm M7, một trận M7 tử long. Vâng, đúng là một thế trận. Vâng, đúng là một cái thế trận mà các game thủ bên phía Sài Gòn đều có thế bài. Vâng, có quân và cái thế sắp xếp nó khá đẹp. Thật sự là Bắc Bình. Và thông tin dường như báo về có khả năng cao là game thủ người cầm 4-5 có tình huống dâng A, không biết có đúng không. Và dường như đây là trận thi đấu mà game thủ người cầm 4-5 có tình huống đi dâng A thì phải. Tôi thấy con tê game thủ 4-5 xuất hiện khá sớm vào trong cánh bên này. Tham lai 31, một bài đấu Catanian đầu cánh với game thủ người cầm Yamato, một bài đấu chém thủ. Trong cánh bên này Yamato chém thủ, đây là thời gian để cho bên mình tí có thể thỏa sức phát triển và cơ cấu nhà với bài đấu của Asian. Và chuyển sang máy tí khi mà thời điểm này tí cũng đã đẩy cung tân cung đường đầu tiên và cũng đã phát hiện ra cái bãi vàng của game thủ Yamato. Vâng, đang cơ cấu khá nhiều nông dân ăn vàng tại đây. Tình huống mà người làm Triệu Tử Long cũng là người phát hiện. Ở thời điểm này thì chém của đội bạn có thể mọc cánh vào, có thể vào nhà tí. Hai con chém tờ này không phải thành vấn đề. Nếu như chắc chơi mình có thể lên giáp. Thông tin báo về dường như Simang này. 8 tờ này có lẽ là đội bạn đang đứng thế. Vâng, đội bạn đang đứng thế và đợi tờn cung rờ đầu tiên. Vâng, có lẽ đợi tí sang cánh bên này thì có lẽ màu 8 sẽ oẳng. Màu 8 mất tờn cung rờ đầu tiên. Một tuần đi lạc đà rất hay đến từ Simang, mặc dù đây cũng chỉ là lạc đà của Catanian. Nó cho cái map đánh thuần chém như này, Catanian nó vẫn chơi tươi. Mặc dù bên kia đầu cánh với mình là Yamato. Tham lai là 29. Vâng, tí đã đẩy quần vào bên trong chưa? Vâng, tí đang đến. Vâng, vừa qua nhà 17. Vâng, có lẽ cánh bên này khi mà tí đến, vâng, khi mà tí đến thì cánh bên này hai game thủ Simang nhà tí sẽ thông ngay thôi. Rồi, phát hiện ra quanh gỗ vào toàn dân. Rồi, thông tin báo về là game thủ màu 5 từ hướng nhà của Hoàng Nhi sang nhà tí. Rồi, tí đến nhà mình, không biết là bó bế xong chưa. Rồi, nhưng mà màu 8 đã bay nhà. Màu 8 một bài đấu Hitty sẽ bay nhà trong tờ này. Rồi, cánh bên này tôi nghĩ là thông rồi. Chuyển sang máy bên này, đến từ màn hình máy của King Kong. Vâng, tuần thi đấu mà màu 5 đang có tơn ốp sang nhà tí. Vâng, có lẽ anh em có quân thì sang đỡ nhà cho tí tơn đấu này. Vâng, cả màu 5 và game thủ màu 7 đang có tình huống phối hợp để lấy tham lai của tí. Vâng, đây là máy của King Kong, tham lai 29. Vâng, trận đấu mà dường như King Kong cũng đang vướng tại cánh bên này khi bên kia là có Phonesian. Vâng, dường như cánh bên này Phonesian mình chưa thể qua nhà phô thì phải. Hoàng Mai Nhi.
màn thương máy của Hoàng Huy thì Nhật Tý đã bị bài nhà rồi. 1-5 bài đấu dâng BA. Và 1-5 dâng BA nhưng mà Persian này mình không chăn được quá nhiều nông dân Điền Hoàng. Vâng, liệu rằng 1-5 có kẹp từ 12 giờ không? Đúng, kẹp từ 12 giờ xuống trong hướng nhà game thủ 1-3. Kinh công nào, em chạy vào sang bên lên trên 12 giờ xem có mèo 1-5 không? Về khả năng cao 1-5 có thế kẹp. Và hai cái bóng giữa hai nhà thì hai cầu thủ đang chưa dò, nhưng mà 1-5 kẹp là chắc chắn rồi.